Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi chế độ Event của PUBG Mobile Gina. Vâng, clip trước thì mình đã chơi full súng rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ đổi gió sang chơi chỉ riêng Sniper nhá. Ok, chế độ Sniper thì nó sẽ chia ra hai trường hợp. Cái thứ nhất thì nó sẽ ra full Sniper. Cái thứ hai thì nó chỉ tức là full Sniper nhưng có cả SKS và Mini. Còn chế độ thứ hai thì nó sẽ không có những cái khẩu súng mà táp được nhiều viên, chỉ bắn được một viên thôi. Cộng theo đó là chúng ta có thể cầm lục. Ok. Ui dồi ôi, cố tình nhảy vào chỗ ít vắng người. Bạn đông thế này. Cái định mệnh nữa. À, có súng rồi. Ui dồi ôi, ốp à. Ui dồi ôi, đừng tưởng cầm súng trước mà ngon nhá. Mỡ đây mà húp. Cầm nguyên khẩu ốp chả làm được gì. Thanh niên của năm. Ok, có 4x này. Tuyệt vời. Sao lại toàn à, thế này chắc là chế độ chỉ riêng Sniper một viên rồi. Ok, tập này là đủ đi dã nhau rồi. Còn thằng bên nhà này nữa. Ui dồi ôi, cái thanh niên ló cái đầu ra làm cái gì vậy? Bãi xoài. Ấn mở cửa cái nó đóng cửa luôn. Nếu các bạn muốn trải nghiệm game này thì các bạn hãy vào phần bên dưới mục start ấy nhá, cái nút vàng vàng mà bắt đầu để vào trận ấy, thì nó sẽ có hai cái mục con. Mục bên trái dài dài thì nó sẽ lựa chọn giữa chế độ thường và chế độ này. Còn mục bé bé hơn nữa ở bên phải thì nó sẽ lựa chọn ví dụ như là solo này, duo này, squad này. Mặc định thì chúng ta sẽ được chơi squad. Và nếu bạn muốn tắt auto matching để solo squad thì nó có cái ở bên dưới đấy cũng có cái nút vàng vàng luôn. Úi dồi ôi, đứng giữa đồng với bạn. Ngắm nghía cái gì vậy? Ok, thằng kia nát đầu rồi, chắc không còn mũ để mình lút đâu. À, để mình không lên thuyền nữa, mình chỉ nốt luôn. Cái định mệnh. Ê, à, thằng này bót rồi. Giơ cái đầu không như này là bót rồi. Chắc là thằng kia nó đang bắn thằng này. Rồi có cả Silent Sniper. Thế này thì ngon. Lúc nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ? Hình như là chưa nói phần chọn chế độ này. Vâng, cái chế độ này thì mình đã nói rồi. Cái nút dài dài bên trái thì sẽ chọn hai chế độ thường và chế độ này. Thì mặc định thì sẽ là chế độ thường các bạn. Chọn cái còn lại thì nó sẽ vào chế độ này thôi. Ok, mình sẽ đi kiếm người để giết nha. Mới có 4 kill hả? Cái gì đây? Vãi cả game. Cái định mệnh thằng này là người hay bot vậy? Bị bắn mà cứ cắm đầu chạy như đúng rồi vậy. Chắc là bot rồi. Ok, vào lút cái nhẹ rồi đi tiếp nha. Vâng, thỏa mãn cái khát vọng được lút đồ. Rồi chả con khỉ gì. Ui dồi ôi, khẩu lục này đấm mồm ngon đấy. Tuyệt vời. Ok, cũng rào phết. Thằng này là người hay máy vậy? Chắc là người. Nhiều đồ. Nhiều đồ như này là người đấy. Nhưng cơ bản thì ăn chơi ăn gian nhờ. Đè lục vừa giết thôi. Lần sau thì mình sẽ cầm ốp nhá. Bắn snap cho nó quen tay. Nó không phải là quen tay mà có thể gọi là cho nó chất cũng được. Còn 15 người nữa. 14 người. Không biết cái khu này có ai không nhỉ? Không biết bây giờ đi đâu luôn anh em ạ. Trong bo chả biết đi đâu.
vãi xoài, cầm cây súng nó dài phết anh em ạ. Nhìn nó dễ thương ghê á. Mình thì mình thích súng dài thôi. Vừa to vừa dài là thích lắm. Cái định mệnh vẫn ở giữa bo này. Thế này thì đi đâu về đâu ấy. Còn không có xe để đi kiếm người nữa. Ủa ôi, cái định mệnh. Vai xoài, đơ máy á, đùa. Cái này thì yếu lắm rồi. Cố làm cái gì nữa. Ăn một viên ốp. Làm sao mà sống được. Tí nữa thì sấp mặt rồi. Ở đấy mình trên cơ các bạn ạ. Tại vì mình snap trúng một viên ốp rồi. Quả đấy chỉ lao ra và ăn mạng thôi. Nhưng lao ra thì bị đơ máy, không bắn được. Tự dưng đứng cho nó dã đạn vào mồm. Mà bọn này cũng ninja phết đấy. Hôm nãy mình chết hết rồi, chả thấy ai. Quay đi một cái là nó đứng ngay sau lưng luôn. Không hiểu tại sao. Chắc nó dùng cái thuật tốc biến chăng. Loay hoay mãi chả thấy ai thế này. Nó lát đùng một cái đứng ngay sau lưng hai thằng nữa thì thôi đấy. Vâng, nghỉ game. Ủa? Nãy thấy dã nhau trên này căng lắm à? Sao lên không thấy ai vậy? Vô lý. À đây rồi. Ơ cái định mệnh. Vãi cả nằm. Cái skill gì vậy? Bọn này chắc là học theo skill của boss rồi. Vẫn cứ bị bắn là nằm thôi. Ôi xa ghê á. Cái này phải có 8x kìa. Bỏ đâu cho thoát này. Không biết là xung quanh mình còn ai không. Ủa mà còn hai người mà ta. Vãi xoài. Mình ngáo vậy trời. Rồi yếu rồi. Hăng bắn quá nên không để ý cái bo còn bao nhiêu người. Cạn lời. Sao ít vậy nhở. Giết không có đã tay gì. Thằng kia chạy đâu nhỉ?
lại nằm bò các kiểu cho xem. À, sau cục đá này. Ok, top 1. Vâng, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha.